Đấy các bạn nhá, thì đây nồi kho nhục vừa mới hấp bây giờ đã được rồi các bạn này. Chuẩn bị ra lò nhá. Đấy đây các bạn nhá, đây. Đấy. Món ăn làm khổ nhất những ngày có công có việc đám cưới đám xin của người vùng cao đây nhờ. Đây. Ôi cái món này món gì hả bác? À, món kho nhục đấy bác này. Đấy. Là món kho nhục. Đấy. À, cái món kho nhục này thì làm là rất là vất vả bác nhỉ? Đấy là kho nhục này làm vất vả lắm. Cái này là mình đang vớt lên là cái này trao rồi bác nhỉ? Ừ, trao. Cái màu kho nhục này là mình lấy màu bằng cái gì hả bác? Trao lên nó khác vàng đấy. À bia. À bia mắm muối. Thế mình trao lên nó khác vàng nhỉ nhỉ? Phải châm ấy nhỉ? Châm tí. Vâng. Món này là món đặc sản Lạng Sơn đấy. Nế nóng. Đây là món khổ nhục ấy. Món khổ nhục ấy. Khổ nhục. Làm thì nhục. Làm vất vả quá nên mọi người mới gọi là món khổ nhục các bạn ạ. Đấy, còn thật ra là đây là một món ăn thôi. Đấy, vì mỗi khi có công việc ấy, có gì thì mọi người làm cái món này là mất rất nhiều công sức. Cho nên mọi người mới gọi là món khổ nhục đúng không bác? Đúng rồi. Tên của nó là như vậy, theo tôi hiểu là như vậy. Không biết là các bác có phải thế không nhỉ? Các bác là có một cái lý giải riêng không? Nó vốn là như thế. Giải thế nào vậy? Nhà trong hầu như là trong những công việc gì của mọi thì đều có cái món này hết. Ở trên kia, bố đang quay lại trên kia kìa. Đây. Nhìn miếng thịt này rất là ngon này. Đây là miếng thịt ba chỉ bác nhỉ? Ba chỉ. Đấy, miếng ba chỉ nha bạn nhé. Thịt ba chỉ làm thì mới ngon. Đấy. Hôm nay làm bao nhiêu mâm bác? 20. À đúng rồi, vừa hỏi 20 mâm. 20 mâm thì làm 20 bát nhỉ. Hơn 20 bát. Bình thường mà đi làm về ăn một miếng này không dùng này ăn với cơm thì ngon rồi. Món ăn này cơm ăn với cơm là quá là ngon. Đấy, thì bây giờ bắt đầu cho nhân vào đấy. Mỗi một đĩa không chụp phải tầm mấy lạng thịt anh? Chắc phải tầm nửa cân đấy nhỉ, đấy không? À, nhìn nó to đầy đầy đặn này mà đúng không? Chắc phải tầm 7 lạng ấy nhỉ. Đây nha các bạn nhá, thì đây là món
khâu nhục. Đấy, thì hôm nay là nhà có đầy tháng cho cháu thì mấy bác đây là khác tự làm món khâu nhục. Đấy, thì hiện tại là thịt đã được trao lên, đã được thái ra hết rồi. Thì hiện tại là bác này đang cho nhân khâu nhục vào trong nhân vào, thì xong khâu cho nhân này vào xong rồi thì sẽ mang đi hấp, hấp trong vòng khoảng một tiếng, hơn tiếng nữa để cho thịt nó dừ lên ăn nó mới ngon. Trong các đám cố, đám cưới hay là đám ăn hỏi của người Lạng Sơn, phong tục người Lạng Sơn thì không thể thiếu với món khao nhục này được. Đấy, hầu như là đám cố nào cũng phải có, nhỉ? Gọi là món đặc sản truyền lại qua nhiều nhiều thế hệ, nhiều đời của người Lạng Sơn rồi. Còn để mà nói về làm món khao nhục này từ đầu đến cuối thì rất là vất vả. Đây là gia đình tự làm cho nên là cái món khao nhục, cái bát khao nhục này nó rất là đầy đặn. Ước lượng là mỗi bát này phải tầm khoảng 7 lạng. 7 lạng các bác nhỉ? Phải tầm 7 lạng. Còn nếu các bạn mà ra ngoài mua ấy, hay là ăn ở ngoài ấy, thì họ không được cho nhiều này đâu. Mỗi đưa bát của họ ngoài ấy, họ bán có thể là 100.000, hơn 100.000, nhưng mà để khoảng tầm 3-4 lạng thôi. Không được đầy đặn như này. Đấy, những bát mà cho hai cái nấm hương đi xuống là những bát đánh dấu là không được đẹp thịt lắm. Thì ra mâm thì sẽ không cho những bát đấy ra cho khách. Đấy, thì bây giờ là khi đã cho nhân rồi các bạn ạ, xong thì phải bỏ qua cái chữ bóng thì sẽ cho xuống cái nồi to để hấp lại. Đấy các bạn nha, thì đây nồi khao nhục vừa mới hấp bây giờ đã được rồi các bạn này, chuẩn bị ra lò nhá. Đấy, đây các bạn nha, đây. Đấy. Món ăn làm khổ nhất những ngày có công có việc đám cưới đám xin của người vùng cao đây nhờ. Đấy, thì món này hấp. Điểm đi, điểm đi. Đấy. Hắn hẳn ra luôn nhỉ? Hắn ra ngoài đi. Để đây được. Ờ, hậu. Nhiều nhỉ? Ăn này cái sao cơ? Tục con tôi áo ăn. Đấy.
đây là hấp cách thủy nhờ, hấp cách thủy thôi. Nhất thì nó mình phân được tận đấy, điều đấy. Điều. Học mắt đến đi, học cầm nghiêng bệnh đến đi. Nghiêng. Úp lên một cái đĩa. Lật lại. Ồ, có nhiều nước. Anh ăn chảo đường vào, ăn đấy. Ăn cơm với tao cả mâm. Cái nào không lấy gì hết đi. Món này ăn cơm thì ngon. Lúc nào đi làm về đói ăn cơm không được, bắt không được ngày xưa. Làm về đúng, làm về đói ăn cơm đúng ngon thật. Đúng rồi. Làm khao mới làm 3 miếng. Đấy, 3 miếng lúc đói ăn 3 miếng. À, can cho ngon. Ô có thằng khỏe nó mà ăn được một bát này. Ừ, khỏe lúc đói ăn được một bát này. Bát này phải được khoảng 7 lạng à nhỉ? 7 lạng, 8 lạng, 7 8 lạng. Mà ăn được hết bát này nhiều người, nhiều người ăn được. Thịt dày thì 8 lạng, thịt vừa vừa đúng 7 lạng. À. Nhưng mà nhà hàng nó chỉ làm 6 lạng thôi. Nhà hàng không được không? 3-4 lạng thôi, cái tí thôi. Mình khác làm mình mới làm đầy đặn này chứ. Người khỏe ăn còn thêm. Đúng rồi. Tấm lên lân vỉnh nặng. Lân vỉnh nặng rồi, phật được. Nó có sát. Tấm là thủ hay. Ấn số hơi ra lo số về xe con này. Có biết chăm ạ? Cái nồi bên này là nồi không phải không? Canh thôi. Mỗi nồi khoan dục bên này thôi. Cái này mình lấy áo bị thẳng. Cho cái này lâm lao. À, cái này cái hấp. Ăn thì khổ, làm thì nhục ấy. Khổ nhục. Ăn phải được bao nhiêu. Nhiều công. Em đứng đây hơi vướng nhỉ. Bon chen một tí. Đây là cái lớp túi bóng các bạn, túi bóng này bọc qua rồi đặt lên thôi. Lật mười mấy bát đấy nhỉ, mười mấy bát đấy. Hai mươi bát. Hai tứ bát. Nhà kiểm hay phải làm về 20 mâm à? Bao nhiêu mâm anh? 20 mâm. Con trai đậu lằng. To.